Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay thì không phải là phiên Lan Rừng mà là một phiên Lan Va nhé mọi người. Trước mặt mọi người đây là chậu năm cánh trắng Phú Thọ đang hoa rất là đẹp đây. Đó, thì cái cây năm cánh trắng Phú Thọ thì chắc quá nổi tiếng rồi, thì em cũng không cần phải giới thiệu gì thêm nhé mọi người. Mọi người có thể là ngắm hoa đang nở chính chủ tại vườn đây. Thì hôm nay thì ba chậu này thì nó cùng chung một mẹ, nên là mọi người mua về làm giống thì cứ yên tâm nhé. Kê cao gối ngủ, không phải lo lắng việc sai cây sai hoa. Giống như là mua một số cái nơi hàng online trên mạng Shopee rồi nhé mọi người. Rồi hôm nay thì em tranh thủ đây em chia sẻ với mọi người một số cây Phú Thọ luôn. Thì tổng cộng hôm nay thì em có 5 cây để chia sẻ thôi nhé mọi người, chứ cũng không có nhiều. Đợi khi nào ra cây tiếp thì ra em chia sẻ tiếp nhé. Thứ nhất là cái loại nhỏ nhất đây. Thì đây em có 2 cây đây, mỗi cây nó rơi vào tầm 2 cm, hơn 2 cm nè mọi người. Ra rễ khỏe rồi, một cây nè, hai cây nè. Đó. Thì mỗi cây đây thì có giá là 3 triệu một cây nha. Cây này 3 triệu, cây này 3 triệu nè. Tiếp theo là có 2 cây lớn hơn. Đây, một cây nè, lớn hơn cây kia một tí, một cây nè. Hai cây rồi, mỗi cây này thì có giá là 3,5 triệu nha mọi người. Mọi người mua thì em sẽ lách ra nha, mọi người lưu ý là mọi người mua em sẽ lách ra đó, để gửi cho mọi người. Nói chung có rễ hết rồi đó. Này là 3,5 triệu cây nè, này cũng 3,5 triệu cây. Rồi tiếp theo nữa là có một cái cây, cái đây là nó không hẳn là cây đâu mọi người, nó là cái mầm gốc nha mọi người. Mọi người có thể thấy là cái độ xề lá đi lá nó rất là khỏe nè. Đây về mọi người trồng chăm cuối năm sẽ rất là dài đó. Mầm gốc thì tất nhiên là tiền nào của nấy thôi mọi người. Đối với cái mầm gốc mà khỏe đẹp như vậy á, thì có giá là 8 triệu nhé mọi người. 8 triệu cho các bác anh chị chúng ta thích sưu tầm. Thì thằng này thì độ lớn của nó cũng rơi vào tầm cỡ 9 cm mọi người. Em đo thì nó từ đầu tới cuối đây cũng được 9 cm á. Nói chung là rất là khỏe à. Rồi nay thì có tổng cộng 5 cây đó. Thì bây giờ em sẽ quay cụ thể cho mọi người xem nhé. Nói chung là hoa cây, nói chung là mấy cái cây mà em bán đều là hoa chính chủ tại vườn hết rồi. Mọi người mua thì mọi người cứ yên tâm về cái đồ đẹp khỏe cũng như là đồ chuẩn giống nha. Về không phải lo lắng ngày đêm rồi vắt tay lên trán là sợ sai cây sai hoa gì đâu. Về mọi người cứ trồng tẹt ra, bên em là bảo hành đến khi nào mà cây nó ra hoa thôi nhé mọi người. Để treo lên, định cầm xuống mọi người về xem, mà treo lên thì nhìn nó rõ hơn. Rồi thứ nhất là cây thứ nhất nè. Cây này thì có giá 3 triệu nhé mọi người. Đây rễ khỏe rồi, mọi người mua thì em sẽ lách ra nha. Đây đó. Rồi cây này thì nó tầm cỡ 2 cm, hơn 2 cm thôi. Nói chung về mọi người chăm thì nó sẽ lớn lên nữa. Rồi cây thứ nhất giá 3 triệu, cây thứ hai cũng tương tự, giá cũng 3 triệu luôn. Đây rễ mọi người thấy không, rễ ra khỏe mạnh rồi. Đây để em lấy nét tí, nó hơi tối khó lấy nét. Rồi đó, rồi cây này 3 triệu. Tiếp theo là cây số 3. Cây này thì lớn hơn tí, giá 3,5 triệu nha mọi người. 3,5 triệu cây. Một cây nè, hai cây, rồi 3,5 triệu cây nha. Đây đều ra rễ hết rồi, mọi người cứ yên tâm. Mọi người mua, chú ý mọi người mua thì em sẽ lách ra nha. 3,5 triệu cây nè. Đó. Rồi và tiếp theo nữa thì quay kỹ cái mầm gốc này. Được hiện tại ra được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái lá rồi mọi người. Đây, độ dài tầm cỡ 9 cm nha. Đây mọi người về trồng cuối năm thế nào nó không đi. Bởi vì mọi người có thể thấy là đây nè, cái ngọn nó đang mở lá rất lực nha. Nó mở lá như vậy thì nó sẽ còn đi dài, rất là dài nữa à. Kiếm được một cái mầm gốc mà nó đang mở lá đẹp như vậy là cũng rất là khó. Rồi giá 8 triệu thôi nhé mọi người. Bác nào muốn làm một cái chậu nái kiếm cây thật là bự thì mọi người có thể nghiên cứu vào cái dây này. Giá là 8 triệu. Rồi còn đây thì bác nào thích ngắm hoa thì em cho ngắm hoa luôn. Cái nói chung là hoa nó cũng nở cũng lâu rồi mọi người, cả tuần rồi. Chứ mới nở thì nó căng bay đẹp lắm. Phú Thọ mà, Phú Thọ thì hoa đẹp khỏi phải nói. Rồi. Rồi xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip và các loại lan đặc biệt tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên nhé mọi người. Rồi em là Đại, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Rồi hôm nay là có 3 loại cây nhé. Thứ nhất là loại 3 triệu một cây, thứ hai là loại 3,5 triệu cây, và cuối cùng cái loại lớn nhất là 8 triệu một cây. Bán nào mua thì liên hệ em ngay nhé. Mọi người mua thì em sẽ lách ra nhé mọi người, lách ra em gửi. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người các clip về các loại lan đột biến tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.